Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường gia công phần mềm thuộc top đầu trên thế giới. Ngày càng có nhiều đơn hàng giá trị cao, nhưng mà nguồn nhân lực thì lại không đủ, cả về số lượng lẫn năng lực không đồng đều. Chỉ có khoảng 3% trên tổng số 500.000 sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và phần mềm là có thể đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng. Tháo gỡ nút thắt này từ đâu và như thế nào? Chia sẻ góc nhìn với ông Hoàng Nam Tiến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Software. Vâng ạ, xin chào ông. Các công ty phần mềm trên toàn cầu lẫn một quốc gia thì họ chọn một cái giải pháp là tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu để có thể góp mặt trong các sản phẩm lớn. Vậy thì nhìn chung là thị trường công nghệ và phần mềm Việt Nam đang ở cái mức nào trong cái chuỗi cung ứng đó? Chúng ta đang ở mức gọi là thấp nhất, và dạo này gần đây thì lên được một chút nữa. Cái này là sòng phẳng thôi. Tôi nói một con số các bạn sẽ giật mình. Toàn bộ đội ngũ làm phần mềm ở Việt Nam là khoảng 100.000 người ở các công ty. Chỉ một công ty Ấn Độ, ví dụ như Infosys, có 200.000 người. Những công ty thật lớn ở Ấn Độ có 400.000 người. Đấy, nói riêng về số người. Về kinh nghiệm thì thường là họ có kinh nghiệm khoảng 30-50 năm. Chúng ta như FPT Software là trường hợp hiếm hoi, khoảng gần 20 năm. Thứ ba nữa là về đầu tư nghiên cứu phát triển. Chúng tôi cũng đang đầu tư hàng triệu đô la Mỹ, nhưng quá nhỏ bé so với con số hàng tỷ đô la Mỹ của các công ty đối thủ cạnh tranh. Vậy thì chi phí cho công tác R&D và chi phí để ông xây dựng đội ngũ nhân lực của mình, tay nghề, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lập trình viên, thì theo ông sẽ ưu tiên trong lĩnh vực nào hơn? Hiện nay chúng tôi ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là vào con người. Đây là một sự đầu tư hết sức tốn kém, bởi vì đây là những bạn giỏi, khó tính nữa. Vì vậy, không phải chỉ trả lương cao, mà vấn đề phải tạo ra môi trường để họ phát triển được. Trong số hơn 13.000 nhân viên thì có hơn 600 bạn là người nước ngoài. Còn việc thứ hai nữa thì chúng tôi cũng thực hiện, đấy là bằng các hợp đồng M&A, hợp đồng mua bán và sáp nhập. Chúng tôi mua những công ty công nghệ, những công ty về nghiệp vụ từ những nước phát triển nhất. Chúng ta sẽ có một nguồn lực với trình độ cao có sẵn, cũng như là họ sẽ có một sẵn các cái mối liên hệ đối với những khách hàng hàng đầu thế giới. Dạ vâng. Tăng trưởng nhân lực ngành công nghệ thông tin cũng như phần mềm ở nước ta chỉ đâu đó khoảng 8% theo một cái báo cáo mới đây của Vietnam Works. Tức là trung bình mỗi năm thì mình còn thiếu khoảng 80.000 nhân lực cho tới năm 2020. Đây là một con số vô cùng lớn. Cái điểm nghẽn này ở trong nước mình vẫn chưa giải quyết được, thì nói chi tới mà cung cấp nhân lực ra nước ngoài. Vậy thì chúng ta nên giải quyết cái cốt lõi này từ đâu? Việc đầu tiên là chúng ta phải nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đào tạo thì phải cập nhật những công nghệ mới, và đặc biệt là vấn đề về đào tạo ngoại ngữ, cũng như là đào tạo cái phương pháp làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm. Và rất nhiều các bạn đã tốt nghiệp những cái ngành như là toán, vật lý, cơ khí, điện điện tử, thì nếu như chưa được gọi là sử dụng nhiều thì các bạn có thể học thêm trong vòng từ 12-18 tháng để lấy văn bằng thứ hai. Và hiện nay cái việc này đang được rất nhiều trường đại học hàng đầu của Việt Nam đang tập trung nghiên cứu và sẽ triển khai trong dịp rất sớm. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của VTV.